Chắc hẳn bạn sẽ rất ngạc nhiên tại sao trong hẻm nhỏ lại xuất hiện một trung tâm tiếng Anh. Vâng, mô hình Kingdom English đang hướng tới Center in School, trung tâm ngay tại trường học duy nhất tại Bình Dương. Kingdom tận dụng cơ sở vật chất có sẵn nhằm tiết kiệm các chi phí về marketing, tập trung 100% đầu tư cho chất lượng giáo viên và nghiên cứu sáng tạo chương trình đào tạo. Ngay sau đây là các câu hỏi mà phụ huynh phải quan tâm khi lựa chọn một trung tâm ngoại ngữ cho con em của mình. Thứ nhất, chương trình đào tạo có gì khác biệt? Chương trình đào tạo chuẩn Cambridge được ứng dụng rộng rãi trên toàn thế giới. 100% giáo trình được kiểm chứng bởi nhà xuất bản Oxford. Kingdom ứng dụng phương pháp độc quyền, học sáng tạo trên nền tảng ngữ âm học, đào tạo tiếng Anh 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đặc biệt, tập trung chú trọng hơn vào phát âm và phản xạ ngôn ngữ. Bài giảng được thiết kế vừa học vừa chơi, khơi tạo sự hứng thú, giúp học viên cảm thụ ngôn ngữ một cách tự nhiên. Thứ hai, đội ngũ giáo viên ra sao? 100% giáo viên bản ngữ, giáo viên Việt Nam đầy đủ bằng cấp, kinh nghiệm giảng dạy hơn 2 năm tại các quốc gia trên thế giới, được đào tạo bài bản và đầy tâm huyết. Thứ ba, phương pháp đánh giá năng lực ra sao? Duy nhất tại Bình Dương, Kingdom English triển khai đánh giá năng lực qua 4 giai đoạn của khóa học. Khi bắt đầu 1 tuần học, khi bắt đầu 3 tuần học, kiểm tra đánh giá giữa kỳ. Đặc biệt, khi kiểm tra đánh giá cuối kỳ được tổ chức cùng với giáo viên nước ngoài, sẽ được quay video thực tế để phụ huynh cảm nhận được sự tự tin và tiến bộ của con em mình. Thứ tư, ứng dụng những công nghệ gì vào trong giảng dạy? Tại Kingdom English, phụ huynh sẽ được cùng con chơi mà học tại nhà trên các ứng dụng games được thiết kế bởi đội ngũ IT và giáo viên. Tựa game được thiết kế bám sát theo từng bài học, giúp học sinh nhớ lâu hơn, được ứng dụng thực tế ngay sau khi học xong. What's your name? Luca. Oh yeah, okay, yeah, yeah. Okay. Good job. Okay, I'm gonna show you some pictures, okay? You need to tell me. First, what's this? Wow, kangaroo, very nice. Fish. Wow, fish, great. Gorilla. Oh, good. Good job. Go. Yeah. Yeah. Horse. Good job. Hot dog. Do you like hot dog? I also want to eat. Yes, okay. Wow. Apple. Wow, good boy, good boy. Red. Very nice. Blue. Wow, blue. Blue here, like this. Yeah, okay. Elephant. Wow. Red. Good boy. Cup, very nice. Computer. Wow. Very good, computer. Here you are. Dog. Okay. Yes. Yes. Iguana. Oh, yeah. Dog, very nice. Frog. Yes. Egg. Good. Duck. Lion. Ooh, lion.
Good. Bird. Bird. Okay. Bear. Bear.